bó tay luôn các bạn, một bầy luôn với mấy trăm con các bạn, mình treo chim lên hết rồi, giờ một bầy bầy trâu đi qua các bạn. Bây giờ chỗ đây nhiều lắm các bạn, thua luôn. Chim mình treo ở trên nó nhảy tứ tung luôn, nó sợ con trâu quá trời luôn. Lại đây luôn nè. Hello, xin chào. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình chuẩn bị mình đi tập chim các bạn. Thì nói chung là mình đem theo khá là nhiều con chim để mình tập vợt quấn bẫy và hướng dẫn các bạn xem mình bẫy chim và chia sẻ những cái lúc mình bẫy được chim đó các bạn. Thì dính chim ha. Thì các bạn nào chưa có biết bẫy chim như thế nào thì các bạn xem ha, xem mình bẫy ha. Thì còn các bạn nào mà biết bẫy rồi thì để ý mình bẫy, chia sẻ cách dựng bẫy ha, và bẫy chim, tập chim như thế nào ha. Thì các bạn nhớ là bấm subscribe kênh ha, tức là đăng ký kênh của mình á. Thì xong các bạn bấm nhắn vô like mình để ủng hộ cho mình có cái động lực để mà mình quay những cái video để chia sẻ quấn bẫy, săn bẫy, đánh bẫy chim mình á, chim chim sâu hót này ha. Thì các bạn để ý mình ha. Nói chung là hôm nay mình đi đi cũng khá là nhiều cái bẫy đó các bạn. Thì chuẩn bị là mình đi ba con sâu đầu đỏ, hai con quýt cô ha, ba con quýt cô, ba đầu đỏ ha. Khi nào mà đến chỗ bẫy á thì mình lúc mà mình giăng bẫy lên á thì mình quay cho các bạn xem ha. Rồi có bắt được, bẫy được chim á, có bẫy được chim thì mình cũng quay cho các bạn xem luôn. Thì cảnh ở đó, ở đâu mà mình biết được á thì mình nói luôn cái cảnh thì cho các bạn biết ha. Thì các bạn để mình xem mình đánh ha, đi dựng bẫy ha. Hello các bạn, bây giờ mình đã đến cái khu vực này ha. Thì khu vực này là ở gần cái bờ suối đó các bạn. Thì cái bờ suối này là cái suối của cầu Hu ha. Thì cái địa danh ở đây gọi là cầu Hu ha. Thì cái từ cái hướng này các bạn. Đó. Suối nè các bạn. Đó. Thấy không? Suối nước chảy, suối này ha, thấy không? Thì bây giờ là chim thường nó tập trung là nó về cái chỗ suối nó ở hết này ha. Có cái nguồn nước để mà nó sinh sống á, nó mát mẻ á các bạn. Bây giờ cái mùa này là cái mùa nắng rồi các bạn. Thì cái hướng này ở trên đó là cái đập á các bạn, đập của đập Thái Lạc ha, đập Thái Lạc. Còn cái hướng mà ở ngoài kia đó các bạn là ở quốc lộ 51 ha, đó, quốc lộ 51. Thì dưới lại cái nắng chứa chan như vậy á, cái nắng chứa chan như vậy mình đi bẫy chim á thì rất là cực các bạn, tức là rất là khó khăn ha, tức là nắng nôi quá, hiện tại là nắng lắm. Thì cái mùa nắng này thì chim đổ xuống cái bờ suối hết trơn à. Thì chuẩn bị mình lên bẫy, mình bẫy nè các bạn. Thì hôm nay mình đi khoảng 5-6 lục ha, mình đi 6 lục được. Thì mình giờ mình vươn bẫy lên, mình bẫy cho các bạn coi ha. Thì thông thường là nắng như vậy đó các bạn, thì chim nó sẽ đổ dồn xuống với lại cái suối nó ở hết ha, tức là nó không có ở trên bờ như trên gò ha, trên vườn rẫy, nó xuống suối nó ở hết rồi. Thì bây giờ các bạn đợi mình lấy bẫy ra, mình bẫy ha, rồi mình treo lên, mình hướng dẫn mình cái địa danh đó. Địa danh ở đây gọi là cầu Hu ha. Thì khu vực này trời đổ vô về trong là cái đập Thái Lạc đó các bạn. Hello các bạn, giờ mình đã treo lên hết hai con sâu đỏ và một con quýt cô. Bây giờ mình treo ở trên đó một con nữa các bạn. Thì ở mình treo lên là mình lộn nói chuyện các bạn nghe ha. Rồi.
mệt các bạn. Nắng quá mệt các bạn ơi, nắng quá mệt. Thì sau khi mình xác định ở đây có cái nguồn chim mà mình cần bẫy đó các bạn, thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn ha. Thì các bạn không nên mở cái loa tiếng nữa mà các bạn kích con chim rừng cho nó hót ha. Các bạn đi vợt và dựng tập á, thì các bạn nên để tự con chim tự hót ha, thì mới kích thích được cái con chim ở ngoài rừng, mà con chim mình nó cũng là sung luôn ha. Tức là bây giờ các bạn mở cái lo lên, kích lên là cái con chim rừng nó về tới liền, là con ngồi mình không dám chơi. Thì mà các bạn nắng quá, thì các bạn dùng cái lo kích như vậy á, thì con chim mình nó không dám hót ha, thì nó sẽ bị bể con chim mình đó. Để từ 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 các bạn tập từ từ, nhiên con chim mình nó kêu thôi ha. Thì mình đi mình cũng có chuẩn bị nước uống nữa các bạn. Thì mình rất là cẩn thận khi mà mình đi xa như vậy các bạn. Thì mình có chuẩn bị một cái ca nước đá nè các bạn. Đó. Ca nước đá với lại lon nước mình uống. Đó. Nước để mình giải khát các bạn. Nước là còn nguyên chỗ khui nè ha. Thì nó cũng đông đá nhưng mà nó hết đá rồi. Giờ mình uống nước rồi mình nghỉ một xíu là tự nhiên cái con chim mình nó hót lên đó. Thì nó hót lên cái mình quay cho anh em mình coi ha. Tức là tập chim thì nói chung là tập chim thì nó cũng dễ lắm các bạn. Thì đa phần mình phải kiên nhẫn ha. Thì chơi gì cũng vậy ha. Chơi chim thì dưỡng trí, mà chơi cá thì dưỡng tâm. Thì các bạn chơi chim các bạn rèn luyện cái trí tuệ của mình đó. Để mình không có nóng giận bực bội á. Chơi chim là lúc nào mình nóng giận bực bội là mình không có thành công tập chim mồi các bạn. Cứ mình cứ ngồi thanh thản ha. Thì mình quay ở đây nè các bạn. Mình treo đèn con nè các bạn. Đó. Hay là quýt cô. Đó mình treo lên nè, thấy không? Đó, lập của mình nè. Đó. Thì ở đằng đây mình treo một cái con sâu đầu đỏ nữa. Đó. Sâu đỏ mình nè. Nói chung là mình tập không cần thiết ha. Sâu đỏ trống. Ở bên đây mình treo hai con. Đó. Con trống. Thì chuẩn bị mình lấy thêm một con mái mình treo kế bên cái con này. Nữa, mình tập mà. Rồi khi nào nó dính là mình quay tiếp cho các bạn coi ha. Các bạn biết sao? Ở đây mình nắng quá các bạn. Thì nắng quá ha. Đây lúc này mình nãy mình đi giờ chắc cũng cỡ khoảng một mấy hả, 1 giờ mấy, 13 giờ mấy ha. Thì lúc này là cái mùa nắng á, thì chim nó không có sung cho nên mình treo lên mình mệt quá, nắng quá mệt quá. Thì mình khoái ghiền đi đó các bạn. Thì mình khui lon nốt nước rồi mình uống, mình mời các bạn luôn ha. Thì bạn nào theo dõi mình mời luôn ha. Nói chung là các bạn coi video của mình thì mà uống nước chung luôn ha. Này nước mình uống tăng lực các bạn. Hết lạnh nè. Nắng quá tàn đá hết lạnh nè. Thì ở đây đi vô là đập Thái Lạc. Đập Thái Lạc. Hôm nay đi ra là quốc lộ 51. Quốc lộ 51. Thị trấn Long Thành. Thì cái suối ở đây là cái suối cầu hô. Thì cái mùa nắng như vậy đó các bạn. Thì chim chóc rồi nó đổ xô xuống dưới suối nó ở hết nè. Nó không có ở trên rẫy trên vườn nữa. Để nó xuống suối nó có cái nguồn nước nó uống á. Thì suối thì có nước á, xuống tắm rửa, đa phần chim nó xuống nước nó ở ha, chỗ khu vực gần suối nó ở ha. Anh em đi bẫy rắn cũng vậy nữa ha, nói chung là nó lợi suối nó ở ha, rắn rồi nó lên xuống suối nó ở hết trơn, nắng quá. Giờ nãy giờ mình treo nãy giờ cũng khoảng 10 phút 15 phút rồi mà chưa có nghe có con nào kêu hết. Con chim rừng giờ nắng quá nó cũng im ru rồi ha. Thì khoảng chừng bắt mát xế bắt mát thì có thể là nó hót lên các bạn. Thì mình đi bẫy chim tập chim vậy mình nên kiên trì ha, tức là mình cứ để nhẫn nhịn đó, là mình thư giãn mà
mình thư giãn, mình xả stress những cái ngày mình ở những cái trong nhà mình buồn bực á, thì mình đi tập chim bẫy chim vậy đó, thì mình xả được cái stress cho cái bản thân của mình ha. Tức là mình buồn bã rồi buồn bực trong cái cơ thể mình á, nóng nảy đâu. Mời các bạn ha. À, mình treo hết đây, mình treo hết 6 con luôn à. Rồi cái xe mình ở đây nữa bạn. Xe mình sẽ không à ha. À, khi mình treo chim lên đó các bạn, thì mình gặp con bầy trâu nữa bạn. Trâu nó đi ăn đó bạn, nó làm chim mình hoang mang ha, chim mình không dám hót nữa các bạn. Thì đỡ coi cái bầy trâu này đi qua thử coi nó có hót lại không. Bầy trâu các bạn, mấy chục con á.